không tiền thì nhục. Bố mẹ tôi cũng giống như đa phần bố mẹ các anh chị đây, khi mà không có tiền hay cãi nhau. Hồi đó tôi chỉ biết là hay cãi nhau thôi, chứ tôi cũng chẳng biết đấy là cãi nhau, chỉ thấy cái hình ảnh nó trong quá khứ của mình. Và tôi thấy vợ chồng thì chồng phải oánh, vợ phải chửi. Tôi thấy cả làng tôi thế, mà có phải mình nhà tôi đâu, cả cái xóm ấy nó thế. Tôi không có nói hoa mỹ gì cả, nhưng mà tôi nói sự thật các ông nghe. Lòng tôi thế nào tôi nói thế, nên tôi cũng đừng buồn với tôi. Tôi bị người ta khinh nhiều lắm không? Tôi nghèo, đã nghèo là còn thì đi kèm với tôi là sẽ là hèn. Tôi không nói như ông ở cuối, nhưng mà tôi ngày xưa khi tôi nghèo tôi hèn, lúc nào tôi cũng ngồi cuối. Tôi đi học, tôi nói thật với các ông là tôi có đi học đâu, là vì cái bà chị nhà tôi, bà ấy cho tôi đi vé đi học. Thì bà ấy bảo là 10 triệu ấy đi học đi không tiếc. Thì tôi thấy 10 triệu thì tôi tiếc tôi đi, chứ tôi có biết là 10 triệu giống như là ngày xưa ăn ở nhà ấy. Là còn thừa thức ăn thì trên bàn là tôi tống nốt vào mồm vì tôi tiếc, nghèo mà. Nên là thấy thức ăn ở trên nhà là tôi tiếc, tôi ăn hết tất cả còn lại. Nên tôi cứ tăng cân lên từ đấy, 9 mấy cân, 91, 92 cân trông như con lợn. Đi kèm với nó tất cả những câu chuyện như thế. Và các anh chị biết đi học, đại học ấy, nhà mình nghèo, mang tiếng là nhà ở thủ đô nhưng mà nghèo không bằng mấy cái thằng bố mẹ nó ở tỉnh. Buổi sáng chúng nó xuống quán nó ăn bánh mì đại học ấy nha, đại học ở gần đây thôi này, cũng không phải xa đâu, mấy chục năm trước rồi. Nó xuống quán nó ăn bánh mì thì mình xuống là mình phải góp tiền chứ, ăn hay không ăn cũng phải góp tiền. Nên là giờ nghỉ có đâu dám xuống sân ăn bánh mì đâu, ngồi trong lớp. Tôi nghèo như thế các anh chị, nghèo thì đi kèm với rất là nhiều thứ nhục. Buổi đi đá bóng, chơi với nhau đá bóng thì cũng phải góp tiền chờ đá chứ. Mình làm gì có tiền, chả lẽ bảo là ta không có tiền. Nhưng mà mình chẳng có tiền gì không, thật sự. Mà cái ló nó bó cái khôn, cái khó nó bó cái khôn. Nhưng mà cuối cùng thì cái khó nó ló cái khôn. Nó bó mãi không được, nó lòi cái khôn. Sinh viên năm thứ 2 là tôi bắt đầu làm với gia sư. Làm với gia sư là vì cái cô bạn gái tôi, cái hồi đấy cô đấy bạn thôi chứ chưa phải là bạn gái, lúc đó cũng chưa gái thì úi gì. Bạn bảo là mày có việc gì cho tao làm, tôi chẳng có việc gì tôi làm cả. Thế là tự nhiên tôi tìm thấy công việc gia sư. Thế là cô đi làm gia sư tôi thấy cũng hay, cũng tháng cũng được mấy chục triệu. À xin lỗi, mấy chục ngàn một buổi một tháng. Một tháng cũng thêm được mấy triệu, tôi thấy cũng hay. Thế tôi cũng đi làm gia sư nhưng mà không chịu được, tính mình không chịu được. Làm được dạy nó được hơn tháng. Mình thấy con nhà giàu đúng nó khốn nạn thật, mình ghét bọn giàu. Mẹ ghét, ghét từ cái con ở nhà nó đi trở đi mình tức. Đến nó kinh khỉnh. Khách đến nhà phải cho nước, định nghĩa mình như thế. Nhưng mà nó chỉ coi mình là cái thằng phục vụ không bằng cái con giúp việc nhà nó. Nước mình cũng chả có uống. Mẹ nói 2 tiếng con nhà nó xong thì nó bảo thầy về đi. Mà lần nào cũng thế. Đến cuối tháng đưa cho cái phong bì, cầm xong cái phong bì cút luôn, không bao giờ quay trở lại với nhà giàu ấy nữa. Thời tôi nhục, sinh viên tôi nhục thế. Nhục thì lắm, nhục lắm. Năm thứ tư rồi. Đi đánh máy thuê người ta để kiếm tiền theo giờ, không theo trang, theo trang văn bản này. 5.000 một trang đánh máy thuê cho cửa hàng photo. Nhưng mà tôi rất là biết ơn cái giai đoạn đấy, chính là cho tôi cái khả năng tốc ký của đánh máy bây giờ, 10 đầu ngón tay bây giờ. Tôi đã từng rất nghèo, nghèo đến mức không có mì tôm mà ăn đấy. Hôm trước tôi làm cái video về mì tôm, không có mì tôm mà ăn. Người đi, đi mà mua được một gói mì tôm ấy là phải chia nhau. Chưa kịp đun nước sôi mì tôm hết rồi, không biết các ông có giống tôi không. Xong đổ cái muối mì tôm vào cái nước ấy, xong trách nhau húp. Xong mày húp nhiều thế, mày húp một miếng thôi ấy. Không biết anh em nhà các ông có thế không. Nhưng mà anh em nhà tôi thế, giữa thủ đô. Tại sao tôi biết các ông biết làm bài pha lon không? Bởi vì tuổi thơ của tôi lớn lên cùng ngọn nến. Không được nến đâu các ông, đèn dầu. Mà bà tôi khổ lắm. Và tôi vặn cái đèn dầu nó nhỏ lại này, bà bảo là thắp nhiều tốn dầu, bà không nói là tốn dầu, bà lại bảo là thắp nhiều thì nó muội, nó đen. Thế là bà vặn nhỏ xuống như cái hạt đỗ ấy, để tiết kiệm dầu. Thì cái ló, cái khó nó lại ló cái khôn. Tôi lại phải đi ra ngày đầu làng, đầu ngõ ấy, xin cái bọc, cái thuốc lá ấy các anh chị, cái giấy thiếc ấy. Tôi cho vào trong nửa cái bóng đèn để nó trụm cái bóng đèn nó chiếu sáng sang tôi, nó được sáng hơn. À, tôi rất biết ơn cái giai đoạn khốn khó đấy, vì thế mà mình không có cái gì để mình chơi, mình không có game, không có điện tử, nhà không có tivi các anh chị.
Nên trong suốt thời gian đấy chỉ có ngọn đèn dầu. Nếu mà không học là chỉ có đi ngủ chẳng làm gì cả. Nên là cứ học và ngủ, học và ngủ. Tôi lớn lên như một cái thằng đụt ấy. Đến lớp thì bị bạn bắt nạt. Bị bắt nạt nhiều quá cho nên tôi chơi thể thao các anh chị. Mà mấy cái thằng bắt nạt đấy bây giờ thăm lại nó thì một vài thằng thì nằm trong trại. Phần lớn thì chết vì sida với ma túy. Còn lại, số còn lại thì nằm trong trại giam hết. Nơi tôi sinh ra là nơi như thế các anh chị. Mà nó gọi là xóm bụi thanh xuân, không biết các anh chị có biết không? Và lớn lên như vậy đấy. Nhưng mà tôi vẫn sống được đến ngày hôm nay. Nên tôi mà không dùng những ngôn từ mạnh mẽ như mấy ngày qua tôi sử dụng thì làm sao tôi có thể sống được đến ngày hôm nay các anh chị? Làm sao tôi sống cùng bọn đấy? Các anh chị cũng thông cảm. Tuổi thơ của tôi dữ dội, lúc nào tôi phải cầm theo cái gậy. Tôi biết đâu được thằng nào sỗi dậy sao. Gậy là đi kèm với tôi suốt đời rồi. Nên thông cảm tôi. Nghèo là nghèo thì mới kèm nhục. Mình có 1 triệu mình xuống dưới kia đăng ký. Con đấy mà nó ở quê nó xuống mà còn không cho mình đăng ký. Nó còn cứ cười đều của mình. Hồi nó mới sinh viên thôi các anh chị. Nó còn đang là sinh viên năm thứ 3. Chứ nó đã được đi học đi làm bây giờ. Đang liền nó lấy chồng rồi về quê Vĩnh Phúc mà. Mà mình xuống mình rõ ràng mình doanh nhân sao vàng đất Việt cơ mà. Mà xuống đăng ký nó đuổi. Về nhà vợ tôi phát vừa mới cưới xong phát mẹ lật gầm giường lên có 50 đôi giày ở dưới. Không khi mình thì sao ạ? Suốt một mấy năm học là cố gắng phải đi một đôi dép cao su. Không biết các ông có biết đôi dép cao su Bác Hồ không? Là tôi rất giỏi cái môn trẻ nữa làm đôi nhét xà phòng vào để kéo cái dây đấy. Không biết các ông có đã từng trải qua đôi dép mà dùng cái kẹp tre kéo qua cái xà phòng để nó dây cái dây dép nó vào. Có ông nào giống tôi như thế không? Có một số ông đúng không? Xong các ông làm gì để cho cái dây nó giữ lại ạ? Đóng đinh vào, đúng rồi. Mua rất là nhiều cái đinh, đinh 1 phân, đinh 2 phân để đóng vào. Đóng từ trên xuống dưới, nó đi xuống dưới nó mòn, nó lồi lên trên, đóng ngang rồi lại tụt. Thế là sau tôi đóng chi chít vào cái chỗ đấy, đứt quai. Đang đi học mà đứt quai, các ông tưởng tượng mình phải làm gì ạ? Lấy cái dao dây chuối ở xung quanh đường đấy, buộc nó dép nó vào. Cái ông nhìn cái hình ảnh mà người ta đi bằng cái chai mà có cái dây thì tôi đi dép bằng đúng như thế. Nhà tôi ở chỗ Vũ Trọng Phụng bây giờ đấy. Đi học thì ở dưới bãi đất đỏ, tức là Thanh Xuân Bắc ấy. Là cứ đi bộ 4 cây số lút cút như thế. Bé tí học lớp 3 cứ thế lút cút đi học. Bây giờ thì chúng nó làm sao, con cái mình giờ học lớp 6, lớp 7 rồi. Vẫn ô tô đón tận cổng. Còn mình bằng quãng đường nhau thôi. Nhưng mình cứ lút cút thời bé mình đi học bằng chân đất. Cứ thế đi. Sau này dép nó hay bị đứt quá, mùa mưa ấy. Bùn nó dính dép, nó dính luôn cả dép lại. Thì sau này các ông biết là làm gì không ạ? Đúng rồi ạ, buộc dép lên vai, treo lên cổ này này. Nghèo thế đấy, thủ đô. Bây giờ mới được gọi là thủ đô. Ngày xưa nó gọi là bãi đất đỏ, bùn nó bắn từ đầu đến chân, đỏ lòm từ đầu đến chân. Cả một tuổi thơ như thế. Năm tôi học lớp 5, bố tôi bắt đầu đi về và tôi xin tiền bố tôi. Tôi chỉ biết rằng là bố tôi không cho tôi tiền thôi. Ông bảo được rồi, còn được rồi. Đến khi tôi rất là lớn, tôi mới biết rằng là ông làm gì có tiền mà cho tôi. Tôi xin tiền bố tôi để mua một đôi cá vàng, gọi là cá trọi, gọi cá kiếm bây giờ. Gọi là cá bảy màu ấy, để cho nó ăn con cung quăng ấy. Nhưng mà không xin, không cho, đến khi người bố tôi cho tiền thì cái cửa hàng cá nó đóng cửa mất rồi. Cũng rất là vất vả. Và thế là tôi phải đi rất xa, lên tận Chợ Mơ này, lên tận Nghi Tàm này, để mua những con cá về. Và đấy là những phi vụ kinh doanh đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Không tiền thì nhục. Bố mẹ tôi cũng giống như đa phần bố mẹ các anh chị ở đây. Khi mà không có tiền hay cãi nhau. Hồi đó tôi chỉ biết là hay cãi nhau thôi, chứ tôi cũng chẳng biết đấy là cãi nhau. Chỉ thấy cái hình ảnh nó trong quá khứ của mình. Và tôi thấy vợ chồng thì chồng phải oánh, vợ phải chửi. Tôi thấy cả làng tôi thế mà, có phải mình nhà tôi đâu. Cả cái xóm đấy nó thế. Cái nhà đằng sau nhà tôi vẫn còn nhớ. Chú ấy mỗi lần oánh là phải trói cô vào đầu giường, xong khóa cửa và sợ hàng xóm sang can, xong dùng quạt đòn gánh oánh tẩn cho tím hai con gấu lên cả. Thế là tôi lớn lên với những cái ký ức như thế. Tôi lấy vợ về, việc đầu tiên là tôi thấy 50 đôi giày trong gầm giường. Việc thứ hai là tôi phải lôi vợ ra tôi oánh. Vừa oánh xong phát nó bù lu bù loa gọi cảnh sát 113 vào. Đúng là gặp phải luật sư chán đời lắm. Gọi cảnh sát vào thì mình thấy cảnh sát thì đương nhiên mình phải lượn. Thế từ ấy trở đi rất oánh vợ nữa. Oánh tủ. Không biết ông nào oánh tủ giống tôi không? Tôi cũng oánh tủ, oánh sập tủ đi. Tủ thì tôi bây giờ vẫn còn, không biết cái tủ nó vẫn ở trên tầng 3. Tủ là cánh tủ nó long ra. Vì mình hay đánh cánh tủ. Cái tủ người ta là xoay ngang ra thì nó kéo được cánh tủ. Tủ nhà tôi là nhấc cả cánh đặt sang bên cạnh lấy quần áo xong nhấc.
Không biết các ông có giống tôi không? Có giống vậy. Người ta bảo là mung nồi nào thì úp vung đấy, các ông hiểu. Thế là tôi thường xuyên phải đập cho méo cái vung đi cho nó vừa cái nồi. Ở nhà nó gọi là đĩa bay, tức là UFO. Đến giờ mình đi làm về muộn, thế vợ trình hình ngủ gọi là dậy luôn nấu cơm ấy. Ăn đi mì tôm. Mình một lần mì tôm, hai lần mì tôm, ba lần mì tôm, năm lần mì tôm, 50 lần mì tôm, chịu được lần thứ 51. Thế là thì phải làm cho mâm bay, bát bay, đĩa bay, cơm bay, canh bay, mọi thứ phải bay lên, nó mới loảng xoảng nó mới dậy. Nó lại áo thêm dậy, gọi cảnh sát. Từ đấy trở đi là mình chẳng cho cái gì bay nữa. Và mình thôi cam chịu kiếp sống này. Thiếu tiền là thiếu đủ thứ anh chị, thiếu đủ thứ trên cuộc đời, khổ và bất hạnh. Và mình bắt đầu thiếu tiền thì nó ức chế thần kinh mình, nó tạo cho mình những cái cưới vợ xong làm được quyển hộ chiếu. Nhưng mà chưa có một cái dấu quốc tế nào cả. Bởi vì lần nào cũng trì hoãn. Cưới vợ năm 2002. 8 năm sau lần đầu tiên đi trăng mật thì hộ chiếu nó hết hạn rồi. Lại phải làm lại hộ chiếu. Không biết được cái bà này sao khổ thế mà vẫn lấy được mình. Và vẫn ở được với mình từng ý năm. Từ năm yêu gọi là cầm tay nhau từ năm 1997. Thế mà đến năm 1994, 1998 là 95. Mùa hè năm 95 nó cầm tay nhau rồi. 95 này. Thế mà đến tận 7 năm sau 2002 bà vẫn đi theo mình. Quánh cho tẩn cho như thế. Mà đến tận 2009 vẫn đi theo mình. Tài thật. Tức là mười mấy năm đấy vẫn cứ đi theo. Đánh thì nó gọi công an. Chửi thì một câu nó chửi lại hai câu. Chửi hai câu nó chửi bốn câu nó khỏe hơn. Nó làm gì à? Nó ở nhà đã đi làm rồi, mình về đã mệt nửa đêm rồi, chửi nhau nó chán thì đành thôi. Cuộc sống mình chán thế thì mình đi lang thang. Lang thang ra ngoài thì bao giờ cũng vậy, nó bình yên, dịu dàng, êm ái. À, thế là hàng đêm tôi cứ ở quán bar suốt, anh chị, lang thang hết quán bar này quán bar kia. Và bắt đầu làm kinh doanh thì bắt đầu nó có tiền chút chút. Thì bắt đầu cứ kiếm được hàng ngày, kiếm đủ số tiền đi bar. Vào quán bar thì tiền đầu tiên là mua 3 chai rượu thật to để trên bàn. Thì phải mua 3 chai nó mới cho mình ngồi bàn VIP. Thế là cứ 3 chai ngồi bàn VIP. Mà ngồi bàn VIP xong rồi thì các cháu VIP nó đến. Thì nó bắt đầu nó thi uống rượu với mình. Và nó thi uống rượu, thằng nào uống nhanh hơn được tiền nó uống nhanh hơn mình. Mấy con hút như thút nút. Sau thì tỉnh ra là không chơi trò đấy nữa. 2003 thì bắt đầu không rượu chè nữa rồi. Thì bắt đầu chơi sang nhiếp ảnh, đốt tiền nhanh hơn. Nhưng mà đến năm 2010 khi gặp cái thằng luật sư nó chửi mình. Và lúc đó gặp anh Thơ, gặp anh gì đấy. Như anh Ngụy, anh Như Ý thì bắt đầu đi học. Đi học thì cái ông thầy đầu tiên ấy mà hôm tôi vừa rồi đi học lại là ông Blesinger. Việc đầu tiên ông nói là không uống rượu. Tôi bỏ rượu tuyệt đối luôn. Còn là chuyển sang này còn nhấp nhấp tí môi cho nó vui mồm. Ông bảo tao già tao vẫn chơi thể thao, thế tôi quay trở lại tôi chơi thể thao một cách nghiêm túc. Nói điều kỳ diệu là khi mà mình bỏ rượu thì mình không bị lên điên, không bị ức chế thần kinh nhá. Mình nhận ra rằng là ngày xưa tất cả những ông quánh vợ đều có liên quan đến rượu. Nhưng mà mình cũng thế. Thế từ lúc mình cũng không uống rượu nữa thì thần kinh nó không bị ức chế nữa. À, rượu nó không phá hủy mình, không bị kiểm soát mình. À, đấy là cái điều đầu tiên tôi học được. Và anh Thơ anh phát triển nhanh lên là nhờ Internet. Anh về anh mở công ty iNet. Làm về domain name. À, tôi cũng có sang. Và đi học thì bao giờ cũng vậy. Mình là thằng giỏi mà chuyên toán. À không, toán là quốc gia đấy, giành giải quốc tế đấy. Rất hoành tráng. Và từ đấy trở đi mình chẳng có người thầy nào học. Cái gì tôi cũng biết rồi hết. Chỉ có mỗi cái việc không biết là tiền. Vì kiếm được, không kiếm được thì không sao. Kiếm được là tiêu hết. Kiếm bằng sạch thì thôi. Vì mình nghĩ tiền nó xấu. Nên cứ có tiền là mình tiêu hết. Tiêu hết thì cho đỡ xấu. À, vì, bởi vì cha mẹ mình có dạy mình về tiền đâu. Cha mẹ mình luôn nói với mình rằng là không được, trẻ con không được tiêu tiền. Tiền xấu hư người. Nên mình cứ có tiền là mình cảm thấy mình hư. Và mình hư thật đúng không? Hư hết tiền đi là hết hư. Thế là cứ tiêu hết tiền. Và đấy gọi là ký ức. Và đấy chính là tiềm thức của mình đã kiểm soát cuộc đời mình. Tôi biết ơn Blesinger là vì ông ấy dạy tôi hai điều. Điều thứ nhất là
No ice cream, no alcohol. Tức là không ăn kem và không uống rượu. Ông ấy nói rằng là ông ấy uống chút chút nếu có là rượu vang. Thế là về tôi bắt đầu chuyển sang rượu vang. Tí tí. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là đi đâu cũng được. Nhưng mà phải gọi điện thoại về cho vợ. Ô, tôi thấy cái điều này không phải mình ông ấy nói mà cái ông thầy luật sư tôi cũng nói tôi rồi mà. Nhưng mà tôi đi cùng ông luật sư ấy thì ông bảo gọi điện cho vợ chưa? Thì tôi bảo là cháu gọi rồi. Thế xong rồi lún cút ra ngoài mình gọi điện thoại cho vợ mà chỉ mong vợ nghe điện thoại mình. Thế là mình không gọi. Nhưng mà đến khi gặp Blair thì ông ấy nói rằng là cuộc sống của ông ấy đã ly hôn. Và sau đó ông ấy cưới lại chính cái bà vợ đấy. À, chính cái việc mà không thấu hiểu nhau thì nó đem đến cái sự đổ vỡ. Chính cái việc không thấu hiểu nhau nên không bán được hàng. Và thế lúc đó tôi bắt đầu dành nhiều thời gian để tìm thấu hiểu là gì, tìm hiểu về những người xung quanh để hiểu. Thấu hiểu là điều cuối cùng mà tôi học được trong cuộc sống. Và đấy là hai điều lớn mà tôi học được từ Blair Singer. Không phải về bán hàng, mà lại chính là về sống lại với bà vợ mình. Tôi học Blair Singer khoảng tháng 3 năm 2010. Tháng 4 năm 2010 hoặc tháng 5 2010 gì đó tại Malaysia. Thì tháng 10 1 năm 2010 lần đầu tiên hai vợ chồng tôi đi trăng mật ở Hawaii. Và khi trăng mật ở Hawaii như vậy thì tôi lần đầu tiên tôi thấy người ta đua Ironman. Tôi đến đảo lớn ở Kona. Tôi bắt đầu tập chạy, tập bơi biển. Và tôi ước mơ một ngày tôi sẽ giành được huy chương Ironman. Tôi mua xe đạp về. Tôi mua xe đạp tại đây luôn. Tôi mua đồ của, tại vì cái vùng đất này là vùng của Ironman mà. Được cửa hàng Ironman khắp mọi nơi. Từ đồng hồ, kính bơi, mũ bơi, giày bơi, tất cả mọi thứ tôi đều mang vào. Tôi mua từ thời đó. Nhưng về Việt Nam chẳng có ai chơi thì dần dần cái ước mơ nó bị lãng quên dần. Mọi thứ nếu chúng ta không theo đuổi ước mơ và không viết nó xuống thì nó sẽ bị lãng quên như thế. Và tất cả đây là trò chơi của giới nhà giàu. Thì có giàu mới chơi được. Thì để các anh chị thấy rằng là khi mình có tiền thì mình sẽ làm được những thứ mà mình thích. Vậy thì cái giá trị tôi theo đuổi không phải là sự giàu có. Nếu các anh chị còn nhớ, giá trị tôi theo đuổi là sự tự do. Tôi xác định là nếu mà tôi chơi cái giải này mà không có tiền thì tôi cũng chơi. Nhưng tôi muốn nói với các anh chị một điều rằng là tôi đã nghèo, nghèo hơn bất kỳ ai ngồi ở đây, nghèo đến mức không có tiền đi học. Nên tôi vẫn làm chương trình đánh thức giàu có này được miễn phí để cho nhiều người được đi học. Nhưng khi tôi bắt đầu đặt ra những mục tiêu không xa đâu, chỉ mới gần đây thôi. 2010 tôi mới biết đến khái niệm thế nào là mục tiêu. Tháng 1, mùng 3 tháng 1 năm 2011, tôi bắt đầu lần đầu tiên trong đời đặt mục tiêu các anh chị. Mùng 3 tháng 1 năm 2011 tại Singapore, lần đầu tiên trong đời tôi đặt mục tiêu. Và lúc tôi đặt mục tiêu thì cô giáo tôi bảo phải thêm số 0 vào nữa. Tôi bảo điên à, mục tiêu này nó quá lớn rồi. Thêm số 0 một nữa thì đến làm sao làm được. Nhưng mà cô giáo bảo thì tôi nghe lời, tôi điền thêm số 0 vào nữa. Lúc đó thu nhập của tôi 20.000 một tháng nó quá lớn rồi. Làm sao tôi làm được? Cô ấy bảo thêm một số 0 vào nữa. Tôi thêm số 0 vào nữa. Xong tôi nhìn tôi bảo thế này làm sao mà làm được. Nhưng mà mục tiêu thì nó phải có thời gian. Nên tôi viết thời gian ở đây. Hồi đó là 2010 không ạ? Thì tôi viết thật xa vào 2020. Để những thằng bạn tôi hôm nay nó có nhìn thấy con số này của tôi thì lúc đấy đến năm 2020 mà tôi không đạt được thì bọn nó cũng quên rồi hoặc nó chết rồi. 2020. Tôi cũng chẳng biết năm 2020 là năm nào. Tôi viết vào đây. Thu nhập 200.000 một tháng. Tôi chẳng biết. Đây là lần đầu tiên tôi làm con số. Lúc ấy tôi có 3 đứa con. Tôi ghi 1, 2, 3. Xong tôi ước 4. Tôi chấm chấm vào đây không rõ ràng lắm. Nhưng về sau tôi phát hiện thấy này. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. 5 tòa nhà để cho 5 đứa nó ở chung với nhau này. Đấy. Tôi ước mình sẽ có một hệ thống đào tạo những con người nhỏ bé để trở thành những con người anh hùng. Tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm đào tạo cái gì nữa. Chỉ biết là làm đào tạo. Bởi vì lúc đó tôi nhận ra rằng đi với tôi có rất nhiều người Việt Nam khác.
họ cụm vào nhau, họ nhỏ, họ hèn, họ không dám nói chuyện với Tây, họ co cụm lại với nhau, giờ giải lao họ ngồi với nhau, đi ăn trưa họ ăn với nhau, chẳng đứa nào dám nói chuyện với Tây, vì thằng Tây nào cũng to. Tôi cú quá, từ đấy tôi ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên này. Thằng nào đến sớm, ngồi hàng ghế đầu tiên. Tất nhiên sớm cộng với cả cái hạng vé nữa. Tôi ngồi ở đầu tiên. Nên tôi muốn về Việt Nam, biến những cái người Việt Nam nhỏ bé đó trở thành anh hùng. Tôi ghi Zero to Hero System. Lúc đó tư duy về system của tôi đã có rồi các anh chị. Training system, phải có một hệ thống đào tạo liên tục nào đó. Tôi mong muốn mình trở thành hãng luật lớn nổi tiếng nhất của Việt Nam. Lúc đó 2010 nha các anh chị nha. Là hãng luật của tôi và hãng luật của anh Quyết năm đấy cùng được chọn là một trong 10 hãng luật lớn nhất của năm. Và tôi mong mình sẽ trở thành người huấn luyện luật sư. Thế là tôi cũng tự nhiên năm đấy tôi cũng được mời làm nhà huấn luyện của luật sư ở trong trường đào tạo luật chức danh tư pháp. Tôi mong mình sẽ có một chiếc ô tô 911. Nhưng về sau tôi thử ô tô 911 của bạn tôi, nó thấy nó bé quá, nên tôi không mua nữa. Tôi không đi ô tô 911 nữa, tôi muốn xe to hơn. À bây giờ muốn có 5 cái nhà thì 5 cái cũng thành công hết rồi. Vì nó không phải 5 cái nhỏ nhỏ này, 5 cái to to hơn rất nhiều lần. Bây giờ có 2 cái chưa làm được. Một là Herbalife Top Trainer thì tôi đã gần như rời khỏi Herbalife. Nhưng mà tôi vẫn làm trainer. Tôi chấm đỏ đây và xung quanh ở đây. Thì hôm nay nó giống cái sự hội trường này đúng không anh chị? Và nó giống cái hội trường này rất là nhiều. Tiền thì các anh chị có thể thêm vài con số nữa vào đây cũng được. Đào tạo thì rất nhiều người đã trở nên hero sau 5 năm đào tạo đây, họ đã trưởng thành rất là nhiều. Và đây là tôi đứng trước cái lớp học này, tôi trong người đấy này. Tôi đứng ở trên sân khấu, tôi trình bày cái của tôi nói. Bọn người Việt Nam thì tưởng tôi nói tiếng Anh, bọn người nói tiếng Anh thì tưởng tôi nói tiếng Việt. Nhưng được cái hay là tôi nói rất dở, nhưng ở dưới cũng vỗ tay. Và thế là tôi lại tưởng là tôi nói hay. Nên là hôm nay tôi nói có dở, các ông cũng cho tôi chẳng vỗ tay.